Dạ vâng, thế để tiếp nối chương trình thì tôi là bác sĩ Yến sẽ xin giới thiệu với lại quý khán giả về một bài là cập nhật điều trị nội tiết trong cái phân nhóm bệnh nhân ung thư vú có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính. Trong bài báo cáo của chúng tôi thì sẽ có một nội dung đó là cập nhật điều trị nội tiết bổ trợ trong phân nhóm bệnh nhân ung thư vú có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính. Thế thì như quý khán giả cũng đã biết, đối với ung thư vú thì cái việc điều trị nội tiết thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều các cái đặc điểm sinh học phân tử, và đối với ung thư vú thì sẽ chia làm ba cái phân nhóm chính, đó là phân nhóm bệnh nhân có cái tình trạng yếu tố phát triển biểu mô dương tính 2+3+, và cái phân nhóm thứ hai là các bệnh nhân có đặc điểm là tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính, và cái phân nhóm thứ ba là các bệnh nhân có cái tình trạng là bộ ba âm tính, hay được gọi là nhóm triple negative. Và trong bài báo cáo hôm nay của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tập trung vào các nhóm bệnh nhân có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính. Thế thì như chúng ta đã biết là từ trước tới nay, đối với bệnh nhân ung thư vú, sau khi được điều trị rất là bài bản là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị thì các bệnh nhân sẽ được chỉ định điều trị nội tiết bổ trợ nếu bệnh nhân có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính. Và từ trước tới nay thì các thuốc lựa chọn đầu tay đối với chúng ta có thể lựa chọn là hoặc là tamoxifen, hoặc là sử dụng các cái thuốc kháng AI, hoặc là với những bệnh nhân trẻ thì chúng ta có thể phối hợp các cái thuốc ức chế buồng trứng kết hợp với lại các cái thuốc kháng AI hoặc là tamoxifen. Và trong bối cảnh hiện tại thì đến tháng 3 năm 2023 thì FDA đã chấp thuận sử dụng abemaciclib trong điều trị bổ trợ ung thư vú. Vậy thì trong thời gian gần đây nhất thì đối với ung thư vú thuộc phân nhóm thụ thể nội tiết dương tính, hơn tính thì chúng ta có những cái lựa chọn điều trị bổ trợ gì mới tiến bộ hơn cho cái nhóm đối tượng bệnh nhân này? Thì trong báo cáo của ASCO năm 2023, trong nghiên cứu Latani thì các nhà báo cáo đã đưa ra một cái kết quả rất là đáng khích lệ. Nghiên cứu này được tiến hành trên các nhóm phân nhóm bệnh nhân ung thư vú người lớn có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính, và các bệnh nhân thì có thể được điều trị nội tiết trước đây và không quá 12 tháng. Và các bệnh nhân này thì đều là có những cái đặc điểm ở những cái giai đoạn hoặc là giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3, và được chia làm hai cái nhóm. Như nhóm thứ nhất là giống như là thực hành lâm sàng của chúng ta, là chúng ta chỉ điều trị các cái thuốc nội tiết kháng AI đơn thuần, và cái nhóm thứ hai là chúng ta sẽ phối hợp sử dụng kháng AI kết hợp với lại nhóm kháng CDK46 với cái liều kháng 100mg trên hàng ngày và sử dụng 3 ngày, 3 tuần liên tục và 1 tuần nghỉ. Trong nghiên cứu Latani này thì cái nhóm đối tượng nghiên cứu tập trung vào cái nhóm đối tượng bệnh nhân có những cái nguy cơ cao, ví dụ như là đối tượng bệnh nhân hoàn toàn là bệnh nhân ở cái giai đoạn 3 thì sẽ được thu thập hoàn toàn vào trong nghiên cứu, hoặc nếu mà bệnh nhân ở cái phân nhóm là giai đoạn 2 thì bệnh nhân nếu trong trường hợp có tổn thương di căn hạch thì sẽ được tiến hành vào thu thập vào nghiên cứu, còn nếu trong trường hợp bệnh nhân mà không có tình trạng di căn hạch ở giai đoạn 2 thì bệnh nhân phải có những cái đặc điểm là hoặc là bệnh nhân có độ mô học là độ mô học 3, hoặc nếu bệnh nhân có độ mô học 2 thì phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn lựa chọn như là bệnh nhân có cái đặc điểm là Ki67 trên 20%, hoặc là xét nghiệm Oncotype DX với cái điểm RS là trên 26 điểm, hoặc là bệnh nhân có các đặc điểm về các cái đặc điểm về gen có nguy cơ cao. Và các bệnh nhân này thì sẽ được chia làm hai cái nhánh điều trị, hoặc điều trị nội tiết hoặc là điều trị nội tiết kết hợp với kháng CDK46. Tại thời điểm phân tích 34 tháng thì trong nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là các bệnh nhân vẫn được tiến hành điều trị là 78% ở cái nhóm phối hợp và ở 72% ở cái nhóm điều trị AI đơn thuần, và cũng có những cái lý do để bệnh nhân ngừng điều trị, ví dụ như là vì các tác dụng phụ, hoặc là vì có những bệnh nhân bệnh tiến triển, hoặc là có những bệnh nhân bị mất theo dõi. Thì chúng ta thấy rằng là tại thời điểm nghiên cứu là 34 tháng thì thấy rằng là cái tỷ lệ IDFS ở cái nhóm phối hợp AI kết hợp với lại kháng CDK46 đạt được tỷ lệ phần trăm IDFS đó lên tới là 90.4%, so với cái nhóm mà chỉ sử dụng AI đơn thuần là 87.1%, với cái khoảng cách biệt là 3.3% tại thời điểm 3 năm nghiên cứu. Và khi đi sâu phân tích dưới nhóm thì các tác giả nhận thấy rằng là các bệnh nhân dù là ở giai đoạn 2 hay giai đoạn 3, dù bệnh nhân được điều trị hóa trị tân bổ trợ hay điều trị hóa trị bổ trợ, hay là các cái nhóm bệnh nhân ở các độ mô học, bệnh học là độ 1, độ 2, độ 3, hoặc là cái tình trạng hạch, thì để thấy rằng là ở cái nhóm phối hợp AI kết hợp với kháng CDK46 đều đem lại cái lợi ích hơn so với cái nhóm chỉ sử dụng AI đơn thuần.
Và khi đánh giá về tình trạng DDFS thì các tác giả nhận thấy rằng là ở tại thời điểm nghiên cứu đánh giá 3 năm thì tỷ lệ DDFS là đạt được là 90,8% ở cái nhóm điều trị phối hợp, so với cái nhóm mà chỉ sử dụng AI đơn thuần là 88,6%, với khoảng cách P có nghĩa thống kê. Và tại thời điểm 3 năm thì cái OS thì cũng còn tương đối là ngắn để đánh giá một bệnh nhân ung thư vú. Do tuy nhiên tại thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là cái việc phối hợp này thì vẫn có xu hướng về nghiêng về cái nhóm phối hợp AI kết hợp với kháng CDK46. Và chúng ta thấy rằng là cái nhóm ribociclib ở cái liều 400mg thì bệnh nhân uống thì cũng là tương đối là tốt. Với những các độc tính độ bất cứ độ thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhóm phối hợp AI kết hợp với kháng CDK46 thì nó có xu hướng là cao hơn so với lại sử dụng AI đơn thuần. Tuy nhiên là những cái độc tính được ghi nhận ở cái mức độ là hạ bạch cầu. Tuy nhiên những cái độc tính khác, ví dụ như là những cái độc tính liên quan tới men gan hoặc là khoảng QT thì thấy rằng là nó cũng có sự chênh lệch nhưng không có nhiều ý nghĩa khác biệt có ý nghĩa thống kê. Vậy thì để kết luận cho cái nghiên cứu Lateli thì chúng ta thấy rằng là cái việc phối hợp kháng CDK46 kết hợp với AI so với lại điều trị AI đơn thuần thì nó giúp cải thiện IDFS có ý nghĩa thống kê tại thời điểm 3 năm. Và cái liều 400mg, việc sử dụng kháng CDK46 ở cái liều 400mg thì đối với các bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là cái sự dung nạp của bệnh nhân là tương đối là có thể chấp nhận được. Tiếp theo, với các bệnh nhân ung thư vú mà có cái tình trạng là thụ thể nội tiết dương tính hoặc là âm tính, hoặc yếu tố phát triển biểu mô âm tính, thì có những cái cơ hội gì để cải thiện cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân hay không? Thì trong nghiên cứu Olympia này được tiến hành trên những cái phân nhóm bệnh nhân có cái tình trạng đột biến gen BRCA dòng mầm hoặc là BRCA1 hoặc là đột biến gen BRCA2 với cái tình trạng thụ thể nội tiết là dương tính hoặc âm tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính. Và các bệnh nhân thì được chia ra làm hai cái phân nhóm, hoặc là bệnh nhân được điều trị hóa trị tân bổ trợ với cái nhóm triple negative thì phải đảm bảo là tiêu chuẩn là không đạt được đáp ứng PCA sau khi điều trị hóa trị tân bổ trợ, hoặc là các nhóm bệnh nhân mà tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu mô âm tính thì phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn là không đạt được cái đáp ứng mô bệnh học hoàn toàn sau điều trị tân bổ trợ. Và cái điểm đánh giá CPS EZ là phải lớn hơn hoặc bằng 3 điểm. Và các cái phân nhóm bệnh nhân mà điều trị hóa trị bổ trợ thì với cái nhóm phân nhóm bệnh nhân ung thư vú triple negative phải đảm bảo là giai đoạn T từ T2 trở lên, hoặc là có tình trạng là di căn từ 1 hạch trở lên, hoặc với cái phân nhóm bệnh nhân có tình trạng thụ thể nội tiết dương tính và HER âm tính là cái nhóm tiên lượng tốt thì phải đảm bảo tiêu chuẩn đó là phải lớn hơn hoặc bằng 4 hạch vét được là dương tính. Và các cái nhóm phân nhóm bệnh nhân này thì được chia ra làm hai cái phân nhóm, đó là bệnh nhân được sử dụng nhóm olaparib 300mg hàng ngày kéo dài trong vòng 1 năm kết hợp với điều trị nội tiết nếu có chỉ định, và cái nhóm thứ hai là chúng ta chỉ sử dụng giả dược kết hợp với điều trị nội tiết nếu mà có chỉ định. Thì kết quả của nghiên cứu Olympia này cho ta thấy rằng là về thời gian IDFS thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả điều trị ở cái nhóm phối hợp ức chế PAP kết hợp với điều trị nội tiết thì giúp cải thiện cái IDFS kéo dài theo thời gian, tại thời điểm 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cái khoảng cách biệt nó vẫn có ý nghĩa thống kê. Và khi đi sâu vào phân tích dưới nhóm thì chúng ta thấy rằng là với cái nhóm bệnh nhân mà đạt ở cái nhóm triple negative thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả điều trị nó vượt trội hơn hẳn so với cái nhóm mà điều trị giả dược. Và về thời gian sống thêm toàn bộ thì chúng ta thấy rằng là về thời gian sống thêm toàn bộ thì các phân nhóm bệnh nhân sử dụng nhóm olaparib thì đạt được cái OS là cao hơn hẳn so với cái nhóm mà sử dụng giả dược tại thời điểm 3 năm phân tích. Vậy thì thực tế trên lâm sàng là với những trường hợp bệnh nhân mà có cái chỉ định sử dụng ức chế PAP hoặc là có những cái chỉ định sử dụng kháng CDK46 để đảm bảo đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn thì trên lâm sàng thì chúng ta sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ lựa chọn ức chế PAP hay là lựa chọn ức chế kháng CDK46 để chỉ định điều trị bổ trợ cho bệnh nhân. Thì hiện tại thì thực sự là cũng chưa có những cái nghiên cứu so sánh đối đầu. Tuy nhiên trong khuyến cáo bản cập nhật mới nhất của NCCN version 4 năm 2023 thì các tác giả cũng lựa chọn rằng với những cái bệnh nhân mà đủ tiêu chuẩn cho cả hai lựa chọn điều trị ức chế PAP hoặc là abemaciclib thì lựa chọn tối ưu thì thực sự là chưa được rõ. Và trên chỉ định lâm sàng thì
chúng ta cũng chỉ định phụ thuộc vào cái tình trạng thực sự bệnh của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có cái tình trạng đột biến gen BRCA thì chúng ta có thể lựa chọn các chế PAP. Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân không có cái tình trạng đột biến gen BRCA thì chúng ta có thể sử dụng kháng CDK46 cho những cái bệnh nhân đảm bảo đáp ứng đúng đủ và những cái tiêu chuẩn lựa chọn đầu vào của giống như cái thử nghiệm Latani. Vậy thì để kết luận cho bài báo cáo này thì chúng tôi đưa ra hai cái kết luận chính. Đó là kết luận thứ nhất, đó là điều trị nội tiết bổ trợ cho các bệnh nhân ung thư vú thì hiện tại đã có rất là nhiều các cái lựa chọn mới, và bản thân những cái lựa chọn mới này thì đã mang lại rất là nhiều các cái cơ hội mới trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên là quá trình lựa chọn điều trị thì chúng ta cần phải phù hợp với từng bệnh nhân một, để làm sao chúng ta cần cá thể hóa bệnh nhân để chúng ta có thể đáp ứng, để chúng ta có thể đạt được cái tối ưu hóa cái hiệu quả của quá trình điều trị. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp khán giả, đồng nghiệp ạ.